đã có sự va chạm trên sân và trọng tài đã, vâng, chúng tôi nhìn thấy trọng tài Nguyễn Văn Đông đã rút thẻ. Tiền của trận bán kết thứ hai. Đăng Cường đang đứng trước bóng. An Nhân họ đã tràn lên rồi. Tuấn Anh tấn công vào bóng cánh phải. Bóng bật chân của Văn Hiếu đi hết về bên ngang. Các cầu thủ Quang Phục có sự thay đổi người. Phi Hùng được đưa ra ngoài sân và cầu thủ mặc áo số 10. Trần Công có thời gian để chuẩn bị cú sút. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua hơn một nửa và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về FC Quang Phục. Hùng Vương Tuấn Anh Văn Quý Trần Công Bảo Công Hóa Mơ Văn Tuấn ba phản ứng kịp thời. Thế Sơn không hiểu được đường truyền của Trần Công. Đăng Khương Tấn Vũ chọn phương án an toàn. Anh phá bóng lên bên dọc. Các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên phần sân với sân công phục rồi. Đi vào trong Văn Quý Hóa Lô Văn Tuấn pha ra vào hợp lý. Đăng Khương Trần Công bỏ bóng cho Tuấn Anh bên trái. Bóng vẫn trên sân. Hậu vệ của Quang Phục đã phá bóng lên rồi. Các cầu thủ An Nhân đang gia tăng sức ép về phía khung thành của FC Quang Phục. Đăng Khương Thế Tài Trần Công. Trần Công để bóng hơi dài. Kiên Cường một chút nữa thôi thì Minh Chiến đã không thấy được bóng. Bóng đã đến được ngang. Đã có nhiều sự thay đổi vị trí trong đội hình của các cầu thủ Quang Phục. Họ đang dàn xếp một thế trận phòng ngự từ xa. Đã có tiếng còi, lỗi thuộc về các cầu thủ áo trắng. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Đăng Khương Trần Công thời gian trận đấu đang trở về những phút cuối. Tỷ số vẫn đang là 2-1.
Nếu như các trận bán kết kết thúc với tỷ số hòa thì ban tổ chức sẽ tiến hành đá penalty để xác định ra đội chiến thắng. Và chúng ta sẽ không có nhiệm vụ. Thế tay! Lỗi rồi! Một pha vào bóng nguy hiểm của Minh Chiến. Đôi! Cầu thủ mang áo số 10 của FC Công Vực đã bỏ lỡ cơ hội trong thứ này. Các cầu thủ An Nhân tổ chức đưa bóng lên. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đăng Khương! Văn Tuấn. Đá biên dành cho các cầu thủ Quang Phục. Điền Cương. Vương Tuấn Anh. Rất nhiều đường truyền không tốt của thủ thành bên phía FC An Nhân. Bóng treo sâu. Khó hiểu trong tình huống vừa rồi của cầu thủ mang áo số 10. Chúng ta yêu cầu dừng trận đấu. Sự thay đổi người ở đội hình của các cầu thủ FC An Nhân. Thế Tài ra sân. Tấn Tú ra đường đưa vào sân. Đăng Khương. Trần Công. Trần Công dâng cao. Và dứt điểm rất mạnh. Kịp không? Thủ thành Văn Phí đã chơi tốt. FC Thanh Kỳ là đội bóng bước vào trận thi đấu giải 3-4 và họ sẽ phải chiến đấu với ai? Chúng ta sẽ chờ trong khoảng gần 10 phút nữa. Dứt điểm, không được. Hùng Vương. Đá biên dành cho An Nhân. Phía trên là Tuấn Tú. Đăng Khương. Bóng không, bóng không. FC An Nhân họ đang phải chạy đua với thời gian. Thời gian đang ủng hộ các cầu thủ FC Quang Phục. Tuấn Anh. Tiếp tục là đá biên dành cho An Nhân. Hai cầu thủ trong tình huống của tôi là Tuấn Anh và Thế Sơn vẫn chưa đưa được bóng vào lưới của các cầu thủ Quang Phục. Tiến Cương, Minh Chiến, Văn Quý. Tiến Cường đã chơi tốt trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Bây giờ là đá biên dành cho An Nhân. Thời gian không còn nhiều và cơ hội vẫn còn.
Minh Chiến, thế điểm từ xa. Văn Quý, Tuấn Anh mở bóng trong, vẫn ở những pha phòng ngự chắc chắn của phòng ngự Quốc Phục. Đăng Khương không chơi bóng không tốt. Các cầu thủ FC Quốc Phục đang thi đấu rất tập trung. Đăng Khương không được, bóng đã đi hết từ bên ngang rồi. Trần Công có thể xuất điểm không? Bóng được đẩy về cho Đăng Khương, không được rồi. Những cú sút của Đăng Khương ngày hôm nay vẫn chưa hiệu quả. Đá biên về cho An Nhân. Trần Công, bóng đi chìm. Ba lô biên cương. Cầu thủ số 24 của các cầu thủ Quang Phục thi đấu là rất thoải mái. Minh Chiến với đường biên xa, vẫn còn những cơ hội để dành cho sự tấn công của FC Quang Phục. Đăng Khương bỏ bóng cho Trần Công, kịp không? Rất gọn. Văn Hiếu, Đăng Tuấn xử lý đi, đẩy bóng cho bên trái không kịp. Tuấn Tú không theo kịp tình huống bóng vừa rồi. Trọng tài đã đi đồng hồ. Quốc Huy đã được đưa vào sân. Tuấn Anh, Đăng Khương đá biên và cho An Nhân. Mà tính được đội nào vào một chung kết à? Một đội đá với đội này. Ba chuyền bóng hồng của Quốc Huy. Trận này mà tính đá vẫn hay hơn. Quang Phục còn cách trận chung kết chỉ còn một ít phút nữa thôi. Và các cầu thủ An Nhân vẫn đang nỗ lực đi tìm bàn thắng san hòa. Đội thân yêu, Hà Nội Văn Quý. Trận công. Đá biên dành cho An Nhân. Lỗi rồi. Trọng tài xác định đó là một pha đá biên. Những cơ hội cuối. Đăng Khương không được. Chuyển tầm chuyền trên. Đá biên dành cho các cầu thủ Quang Phục và họ có lý do để bình tĩnh. Trọng Hà. Trần Công, Tuấn Anh, Điều pha bật nhả tốt. Đăng Khương có bóng trong, không được. Vẫn là sự chắc chắn bên phòng ngự của các cầu thủ Quang Phục. Người pha bóng trong tình huống vừa rồi là Tuấn Vũ. Những giây phút vô cùng căng thẳng. Lưới đã rung nhưng rung ở phía sau. Cuối cùng đáng tiếc. Các cầu thủ Quang Phục thực hiện đưa bóng lên. Minh Chiến. Rồi. Không vào.
đã có tiếng còi của trọng tài Hoàng Vũ Giang, lỗi thuộc về các cầu thủ Quang Phục. Chéo bóng của Trọng Công, bóng lập phập. Đăng Quang đánh thẳng vào trung đội. Ôi, bóng này, có thể ra, và có vào. Hóa thủ Minh Cương. Lỗi rồi. Cơ hội dành cho các thủ Hà Nhân. Đăng Khương đang đứng trước bóng. Anh dẫn anh ra đà hàng kìa. Cơ hội rất to thẳng dành cho các thủ Hà Nhân, chúng ta cùng chờ xem. Bóng xuất sắc. Và pha bóng tốt của Minh Cường. Bóng vẫn từ sân. Và Văn Tý đã phải lên rất cao.